Ui xui, dám ba bài đọc kiểu N1, áp dụng mẹo với tip thì ngắm cái là xong. Cái gì? Các bạn N2 ơi, các bạn có chắc là chỉ với tip và mẹo các bạn sẽ làm những bài tập này hay không? Chắc. Cái kinh đấy. Ok, vậy thì chúng ta hãy cùng thử challenge một câu sau đây nhá. Ok. Round 1. Câu đầu tiên, mình phải chứng minh cho bọn N1 thấy là N2 làm được tốt. Ở bài này người ta hỏi về chỉ thị từ mọi người ạ. Mọi người có nhìn thấy gì hay không ạ? Đây, có Kono Koto. Đây là một dạng chỉ thị từ theo công thức của N2. Chúng ta sẽ nhìn vào ngay câu phía trên. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào Sono Brando. Và chúng ta sẽ đi tìm keyword trong câu Brando. Sono Brando no kachi mitome chogi. Cái gì đó mà sonzai nashi wa andeteki rieki. Rất nhiều những keyword đã xuất hiện. Và ngay lập tức mình nhìn lên thấy ở trong đáp án số 4 có chứa rất nhiều keyword ở trong câu này. Vậy đáp án cuối cùng của mình sẽ là đáp án số 4. Dũng khí cũng có đấy nhưng mà sai rồi. Để N1 chữa cho mà xem này. Rồi ok, bây giờ chúng mình cùng nhau xem tại sao đáp án 4 lại sai, được không nhỉ? Rồi, và với câu hỏi chỉ thị từ này thì ở độc cai N2 các bạn sẽ làm như nào ta? Chúng mình có cổ nô thì các bạn sẽ đọc lại bên trên đúng không nào? Tuy nhiên các bạn đã nhìn kỹ câu bên trên của chúng mình chưa? Câu bên trên chúng mình lại xuất hiện thêm một thằng Sono Brando đúng không ạ? Và đây chúng ta lại một nữa phải đọc lên phía bên trên đúng không nào? Rồi, bây giờ trước khi đi vào cách làm của phần này thì chúng ta hãy cùng nhau xem tại sao đáp án 4 lại sai nhá. Ở đây như các bạn đã thấy, đáp án 4 chúng mình sẽ có hai thành phần đúng không nào? Nhắc nhau bởi thằng VT. Thứ nhất chúng ta sẽ có một cái thu nhập ổn định đúng không ạ? Cái thứ hai chúng mình sẽ có là gì đây? Kachio Takameru, tức là gì ạ? Chúng ta nâng cao cái giá trị lên. Đầu tiên với thằng thu nhập ổn định có không ạ? Chính xác, ở đây chúng ta có thằng Antetiki na Shueki, chuẩn luôn. Tuy nhiên ở đây nó lại bị sai ở chỗ là gì ạ? Kachi của chúng mình. Đây, kachi đây, giá trị nó có xuất hiện bằng giá trị. Tuy nhiên, giá trị ở đây thì không dùng động từ takameru mà người ta dùng động từ gì ạ? Mitomeru, tức là gì? Chúng ta công nhận hoặc là chấp nhận cái giá trị đấy. Đó chính là lý do tại sao đáp án 4 chúng ta lại sai. Và ở đây chúng ta mắc lỗi là chưa đủ thông tin các bạn nhá. Đúng không ạ? Với độc cai N1 nó không còn giống độc cai N2 nữa. Các câu văn hay các ví dụ nó đều khá là trừu tượng. Không chỉ đọc mỗi đoạn point tổ bên dưới đâu ạ, mà chúng ta sẽ cần đọc từ đầu để hiểu được cái bối cảnh, cái ba men của bài văn. Đúng không ạ? Rồi, thế thì vậy thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là một bài văn dài như thế này thì làm thế nào tôi có thể biết được là chỗ nào chỗ cần lưu ý, chỗ nào chỗ cần quan tâm nếu mà không dựa vào point tổ nhỉ? Ok, và để giải quyết phần này mình sẽ có một giải pháp cho mọi người nhé. Đó chính là chúng ta cần đọc kỹ câu hỏi và câu trả lời để có thể biết rằng là phần nào là phần chúng ta cần lưu tâm và phần nào chúng mình cần đọc lướt mọi người nhé. Đầu tiên các bạn hãy cùng nhìn cho mình đáp án số 1 nhé. Ở đây chúng ta có cụm từ là kurikaeshi otozeru ryokusha, tức là gì những cái người khách mà đi tới đây rất là nhiều lần đúng không ạ? Tiếp theo đằng sau chúng ta lại có gì ạ? Keo sasaeru, tức là gì giúp ích cho cái gì đấy, cái việc kinh doanh của cái chỗ Kankochi đấy, đúng không ạ? Tiếp theo câu số 2 chúng ta lại có Kachi của chúng mình đây rồi, đúng không? Và đây chúng ta sẽ có Kachi Mitomete. Nhìn có vẻ đúng không nào? Tức là gì? Chúng ta công nhận cái giá trị của cái địa điểm tham quan đó. Tuy nhiên ngoài động từ là Mitomete, chúng ta còn động từ gì nữa? Còn động từ là Hiromete, tức là gì ạ? Không chỉ là gì đấy công nhận mà chúng ta còn mở rộng nó nữa, đúng không nào? Tiếp theo đến đáp án số 3 chúng ta lại có một thằng rất là mới đúng không ạ? Rokosha thì vẫn giống vừa nãy rồi. Tuy nhiên ở đây lại không phải là gì ạ? Một người khách du lịch mà đi tới đây rất nhiều lần mà nó là gì đây? Một người khách du lịch mà mới đúng không nhỉ? Chính xác, đây chỉ là điểm khác biệt giữa đáp án 3 và đáp án 1 đúng không nào? Cuối cùng đáp án số 4 như chúng ta vừa nói nó có hai vế. Thứ nhất chúng ta có là gì đấy? Có được một cái thu nhập ổn định. Và tiếp theo là chúng ta làm sao đây ạ? Nâng cao cái giá trị của khu du lịch, đúng không nào? Rồi, và khi chúng ta đã biết được các keyword để biết là cần nhấn ở đâu, cần đọc lướt ở đâu, thì bây giờ chúng ta cùng quay lại đọc bài văn thôi nhá. Rồi, và ở câu đầu tiên chúng mình sẽ ngắt thành hai vế mọi người nhá. Đầu tiên là ở Nhật chúng ta có một cái cụm từ là gì các bạn ơi? Monomi Yusang, tức là gì các bạn nhỉ? Đến chỉ là ngắm chơi thú, ngắm cảnh vật thôi đúng không nào? Đó, và tiếp theo người ta lại nói thêm là gì ạ? Cái việc chúng ta ngưỡng mộ hay là thích thú đối với những thứ gì đấy các bạn nhỉ? Hinichijo, tức là những thứ mà không phải bình thường chúng ta hay gặp đúng không? Thì đây chính là gì đó? Một phần bản chất của cái việc đi du lịch đúng không? Chúng hiểu đơn giản là bây giờ tôi muốn ngắm một cái tượng này đúng không? Đó thì chúng ta phải đến đấy để ngắm được, là một cái thứ mà cái bình thường chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhìn xung quanh cuộc sống chúng ta. Đó thì ý của câu này như vậy nha. Trong câu tiếp theo mình có là gì Shikashi. Tuy nhiên tác giả bắt đầu quay xe rồi đúng không nào? Trong phần này chúng mình sẽ có một cụm cố định rất là quen thuộc, đấy chính là gì Toyonomo jizutsu desu, một cái việc gì đấy nó là sự thật. Nó chính là cái việc gì đấy? Cái việc đằng trước này các bạn này. Đó.
Tuy nhiên chúng ta lại có một việc gì đấy là sự thật đây nhỉ? Ồ, những cái khu du lịch mà nó làm sao ấy? Nó thayốt tả, à nó phụ thuộc vào gì ạ? Phụ thuộc vào chỉ một cái việc là gì ấy? À để cho khách đến để ngắm thôi đúng không ạ? Thì chắc chắn nó sẽ trở nên bị gì đấy? Bị chán đúng không nào? Đó, ồ cái câu này cảm giác nó hơi trừu tượng một chút đúng không? Nhưng tác giả đã rất là tốt bụng đúng không? Đấy, ông ấy cho chúng ta luôn một cái đằng sau là gì? À, tạp tuổi bà. Ở đằng sau tạp tuổi bà chắc hẳn là tác giả sẽ đưa cho chúng ta một cái ví dụ cụ thể để minh chứng cho điều bên trên đúng không ạ? Ồ, ở đây chúng mình có điều cả. Liệu có đúng không? Một câu hỏi tác giả đặt ra đúng không? Rồi, một người khách du lịch nước ngoài mà làm sao nhỉ? À, họ đã làm sao đây? Họ đã nhìn thấy núi Phú Dĩ rồi. Thì liệu là gì các bạn nhỉ? À, họ có quay lại Nhật để gì ạ? Để ngắm núi Phú Dĩ thêm một lần nữa không làm sao đấy? Đặc kê từ gì? Chỉ ngắm. Đó, rất là đơn giản đúng không? Bây giờ chúng ta đã đến Nhật ngắm núi Phú Dĩ rồi. Thì liệu lần sau chúng ta có quay lại mà gì? Chỉ ngắm núi Phú Dĩ không đúng không? Hay là chúng ta phải đi thăm thú những địa điểm khác đúng không nào? Đó, và câu tiếp theo của chúng mình không này khá là khó đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ có một cái cụm từ đấy chính là Naikagiri các bạn ạ. Chừng nào chưa A thì chưa B. Thì mình có thể hiểu đơn giản gì ạ? Chừng nào mà chúng ta không có cái suy nghĩ gì đấy các bạn ơi. À, chúng ta không có cái suy nghĩ khác thường đúng không ạ? Thì cái trường hợp đấy là dần sau đấy rất là hiếm. Trường hợp gì hiếm các bạn nhỉ? À, trường hợp mà chúng ta quay lại núi Phú Sĩ chỉ để ngắm mỗi núi Phú Sĩ thôi đúng không ạ? Đó, ở trong câu này các bạn sẽ thấy là à ôi tôi chết rồi, câu này khó quá, mình phải làm như thế nào đây? Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng nhé. Tại sao nhỉ? Tại vì nó vẫn chưa xuất hiện những cái cụm từ keyword mà như vừa nãy chúng ta đã tìm ở trong câu hỏi câu trả lời đúng không nào? Rồi chúng mình cùng nhau đọc tiếp mọi người nhé. Ở trong câu tiếp theo chúng ta sẽ nhìn ngay được cái cụm từ gì đây? À, ryokosha ở trong keyword chúng ta vừa tìm xuất hiện 2 đến 3 lần đúng không nào? Đó, vậy chắc chắn là gì ạ? Từ cái phần kaigakara là phần chúng ta cần phải đọc kỹ rồi đúng không nào? Ở đây mình sẽ tách phần kaigakara ra một slide riêng để cho chúng mình cùng nhau dễ theo dõi nhá. Rồi, ở phần tiếp theo ở đây là một câu khá là dài đúng không ạ? Thì ở trong phần này chúng ta sẽ ngắt thành hai vế ta. Tame ni wa tức gì? Để làm điều A thì chúng ta sao? Nan ni ni? Chờ để tức là gì ạ? Chúng ta cần phải làm điều B đúng không nhỉ? Rồi, để gì các bạn ơi? Để cho những cái người khách du lịch mà đã cất công đến Nhật từ nước ngoài đúng không ạ? Trở thành gì các bạn ơi? Trở thành một người mà làm sao lại có thể quay trở lại đúng không ạ? Một cái nơi có tên là Nhật Bản đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải nỗ lực đúng không nào? Cần phải đầu tư đúng không ạ? Để gì đấy? Để họ muốn quay lại đúng không nào? Ở đây mình hiểu đơn giản là gì đấy? Chúng ta sẽ cần phải có rất là nhiều các phương pháp để cho những người mà đã đến Nhật rồi họ làm sao đây? Họ quay lại Nhật thêm một lần nữa đúng không nào? Trong câu tiếp theo chúng ta sẽ có là đối với là business để atta toshite mo đúng không ạ? Kokaku no sonzai wa kitteteki na imi o mochimasu, tức là gì đấy ạ? À, kể cả cho là gì ạ? Kể cả cho là bất cứ một cái ngành nghề kinh doanh nào đi chăng nữa thì làm sao ạ? Cái sự tồn tại của những cái người làm sao đây ạ? Những người khách hay ở đây người ta còn mở mọc chúng mình là gì? Fan đúng không? Fan thôi, cũng rất là hâm mộ, rất là thích đúng không? Thì làm sao đây ạ? Thì có một ý nghĩa làm sao đấy? Quyết định. Đó, ồ ở đây chúng ta đã hiểu là gì đấy? Cần phải có những cái người khách mà làm sao đây ạ? Đi đến khu du lịch của chúng ta nhiều lần và chính là những cái người gì đấy? Là fan này mọi người này. Ok chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo là cái câu mà vừa nãy chúng mình vừa mới có nói với nhau rồi đúng không nào? Ở đây chúng ta sẽ có là hai vế đúng không ạ? Nó ngắt bởi thằng Nashini, tức là gì? Nếu không A thì không B. Ở đằng sau chúng mình có ma xe này rồi đúng không nào? Ở đây chúng ta sẽ dịch kiểu gì ạ? Nếu như không có sự tồn tại. Ồ, một lần nữa là keyword tồn tại chúng mình đây này. À, nếu không có sự tồn tại của những cái người mà làm sao đây ạ? Những người mà công nhận giá trị của cái thương hiệu đó và làm sao đây ạ? Mua ủng hộ họ trong suốt một thời gian dài đúng không nào? Thì chúng ta không thể nào mà trông đợi vào một cái gì đấy, một cái nguồn doanh thu ổn định. Wow, đây chính là một câu công nhận một cái điều mà nãy chúng ta dự đoán đúng không? Tức là gì đây? Tác giả muốn nhấn lại việc gì ạ? Chúng ta cần có những người gì ạ? Cần những người thứ nhất là công nhận cái giá trị thương hiệu của khu du lịch đó đúng không nào? Và cái thứ hai là gì đấy? Cái thứ hai là sẽ mua hàng ủng hộ chúng ta trong một thời gian dài. Ở câu cuối cùng chúng ta sẽ có là このことは観光地においても事情は同じです。Ở đây chúng ta thấy là gì đấy? Điều đó thì ở khu du lịch cũng như vậy. Điều đó điều gì các bạn? Chính xác ở đây là cần những người fan trung thành, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại bốn đáp án mọi người nhé. Đầu tiên với đáp án số 1 chúng ta đã thấy là gì đấy? Sự tồn tại của những người khách du lịch mà đến đây rất nhiều lần. Đây là một cách nói khác của thằng nào các bạn nhỉ? Chính xác của thằng fan mọi người nhé. Đó, người hâm mộ ấy, đúng không ạ? Và cái sự tồn tại thì làm sao đây? À, giúp ích cho cái việc kinh doanh đúng không ạ? Của khu du lịch.
Ở đây chúng mình nhìn ngay phần vở lẫy đây đúng không ạ? Người ta bảo làm sao đây ạ? Nếu không có sự tồn tại của ai các bạn ơi, nếu không có sự tồn tại của ai ạ? Nếu không sự tồn tại của những cái người mà mua hàng cho chúng ta thời gian dài, tức là người gì các bạn ơi? À, chính là những cái người mà fan trung thành ấy đúng không ạ? Thì sẽ không thể có doanh thu ổn định. Vậy thì rõ ràng đáp án 1 là đáp án chính xác. Sekades. Tiếp theo đáp án số 2 chúng ta sẽ có, à ở đây người ta lại có gì nhỉ? À, Mitome Đự đây rồi đúng không nào? Công nhận giá trị, tuy nhiên như chúng ta tự đọc từ đầu đến cuối đúng không ạ? Nó không hề có thằng Hidome Đự, tức là mở rộng cái giá trị ra mà chỉ cần là gì ạ? Công nhận giá trị thôi, đúng không nào? Câu số 3 là sai bét rồi, đúng không ạ? Tại sao sai? Chúng ta cụm từ gì đấy? Atashi Roko Sha, tức là chúng ta cần phải có thêm những người khách mới. Tuy nhiên trong bài người ta muốn nhấn mạnh đến khách cũ nhiều hơn. Và câu số 4 chúng ta sẽ thấy nó sai ở thằng nào nhỉ? Vừa mới chữa xong rồi, chính xác sai ở thằng Takameru, nâng cao giá trị, đúng không nào? Rồi, mọi người đã hiểu phần chữa bài của mình vừa rồi chưa? Đó chính là vấn đề mà các bạn gặp phải khi áp dụng máy móc tip và mẹo, đúng không nào? Với cái round 1 vừa rồi của chúng mình thì đó chính là áp dụng trong bài gì ạ? Chính xác, bài chỉ thị từ. Rồi, vậy thì khi mà chúng ta đã gặp cái lỗi áp dụng máy móc thì chúng ta cần phải làm gì mọi người nhỉ? Ồ, mình sẽ có cho mọi người hai giải pháp sau đây nhá. Giải pháp thứ nhất đó chính là các bạn không được đọc chỉ mỗi phần liên quan point tội đâu ạ. Mà chúng ta còn phải đọc gì đây? Chính xác, đọc từ đầu bài mọi người nhá. Tuy nhiên, liệu chúng mình có đọc hết không mọi người nhỉ? Ồ, chúng ta vẫn nên đọc qua hết. Nhưng cần phải chú trọng vào những cái phần xuất hiện gì mọi người? Chính xác, xuất hiện những cái keyword mà xuất hiện ở câu hỏi cũng như câu trả lời của chúng mình nhá. Ok chưa mọi người? Làm ô đô, hóa ra là trong đợt 1 phải làm như vậy. Nhưng mà bài vừa rồi chỉ là nhát thôi. Ôi, kinh đấy. Cho thêm cơ hội đi. Ok, vậy thử sức thêm một bài nữa nhá. Ok. Round 2. Bài 2 rồi mình phải phục thù mới được. Không phải để chúng nó khinh như vậy được. Nào, mọi người cùng mình làm bài 2 nhá.